Thế thì bây giờ có dạy không? Thế thôi. Dạy một từ thôi, một từ đó là một từ đơn giản thôi. Từ này thì ai cũng biết rồi. Đó là động từ đi. Đi trong tiếng Nhật là gì nhỉ? Y cự đúng không? Y cự đúng không? Y cự, y cự, y cự, y cự, y cự. Là đi, 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 đi. Thế là đi rồi nhớ chưa? À, có hiểu từ này không? Nghe mình giải thích lại nhớ chưa? Y cự là đi, đi đâu thì không biết. Chắc là đi lên thiên đường à? Khi nào mà người ta đi lên thiên đường nhớ chưa? Thì người ta sẽ dùng từ này. Người ta sẽ thốt ra rằng ai cười 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 ai cười 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 hiểu không? Hay không? Bố bà vẩn á. Thật mà. Đi lên thiên đường sẽ dùng từ này nhớ chưa? Ok. Tiếp từ khác không? Thôi không dạy nữa. Từ này anh nói như thế làm sao mà hiểu được? Ừ. Y cự, y cự. Y cự là cái gì vớ vẩn á? Sao tối thì ăn tối? Y cự là đưa đi lên thiên đường. Ok. Đi lên thiên đường là cái gì? Nói ra. Đã có... Này bạn này nói ra này. Đã cố gắng dạy rồi lại còn không dám nói thẳng ra nhờ. Đấy. Nhưng mà anh tự nhiên sao tối vậy anh? Không biết được. Đây này, anh bấm vào cái gì đây? Tại anh bấm linh tinh cái gì á? Cái này nó bấm vào góc này nó bấm xuống. Đấy. Được rồi. Rồi tiếp dạy từ gì nữa? Cửa. Kimochi. Đúng rồi, kimochi. Đúng không? Kimochi thì các bạn biết nó là gì không? Kimochi nó là hoàn từ... con trai nghe luôn ấy, đúng rồi. Rồi tiếp kimochi. Tiếp theo là một từ kimochi đúng không? Kimochi khi mà người ta thích quá thì người ta dùng từ này. Kimochi. Khi mà chúng ta gội đầu xong đúng không? Người ta gội đầu cho mình đúng không? Cảm thấy rất là sảng khoái thì cũng dùng từ kimochi. À kimochi. Sướng quá đúng không? Thì người ta dùng kimochi. Thì khi mà lúc nào người ta sướng thì người ta dùng từ kimochi thôi. À kimochi. Kimochi ơ. Kimochi. Kìa mọi người hỏi kimochi là gì kìa. À, anh nói đi. Kimochi à? À đây, vừa nói rồi còn gì nữa. Okay. Kimochi. À. Là cái gì anh đã nói đâu? Đấy là sướng đây này. Đấy. Cái cười cười người yêu em vừa kêu lên thế. Ôi thôi, cái này xấu hổ quá. Tiếp. Nghe quen quen. Lên nóc nhà. Lên nóc nhà. Tập cuối dạy này buồn cười quá. Thôi chị đi chỗ khác nhá. Rồi, có dạy nữa không hay thôi? Từ khác gì? Chắc anh sướng cái gì. Thích ngồi dạy mấy cái này gì. Và mọi người thấy tự nhiên có vẻ nhiều người xem hơn đấy. Đấy, học thì không học. Cứ cái lúc dạy linh tinh thì lại ngồi xem. Cũng là hội con trai vớ va vẩn á. Nghe từ khác nhá. Từ khác à? Từ gì bây giờ? Con gái thường khi mà bị cầm tay hay là bị sờ soạng cái gì đó này, yamete, yamete, đúng không? Yamete là thôi đi ấy, nhưng mà thực ra là rất là muốn đấy, nhưng mà cứ trả vờ đấy. Con gái thường trả vờ yamete, yamete, đúng không? Yamete là dừng lại đi các bạn nào mà yamete kudasai, dừng lại đi đúng không? Nhưng mà con gái là yamete, yamete, được chưa? Hay. Hay là hanaste, hanaste, bỏ ra, bỏ ra. Hanaste, hanase, hanase. Bỏ ra hanase cũng được nhớ chưa? Hanase, được chưa? Bỏ ra, bỏ ra. Đúng không? Con gái thường hay nói câu đấy đúng không? Nhưng mà thực ra thì không sao đâu anh ạ, trong thâm tâm vẫn nói thế. Đúng không? Đúng rồi. Ôi thả nhiều tim nó sướng à. Không, cái này cũng nên học anh chị. Thế là dành tiếp đi. Onani. Onani là gì hả thầy kìa? Onani là gì? Này các bạn, onani là gì không biết. Cô Thanh không biết onani là gì. Onani là gì? Onani nhá. Anh nói đi. đợi ai nói hộ cái từ này. Nó ấy quá. Onani là gì? Onani là gì? Từ nani suru là làm cái gì đúng không? Nani suru đúng không? Nhưng mà onani suru thì nó lại là gì? Bình thường là nani suru đúng không? Làm cái gì thế? Nani suru đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta nếu mà gọi điện cho ai đó mà onani suru, onani suru thì có nghĩa hoàn toàn khác, nghe chưa? Nghĩa là gì? Anh cứ nói vòng vo ấy nhỉ? Nghĩa là tự sướng. Nghĩa là tự sướng. Đó. Con hiểu từ tự sướng chụp ảnh không? Em vẫn chưa hiểu, anh cứ nói vòng vo ấy nhỉ? Thì là tự sướng. Đang tự sướng à?
tiếp. Không được hỏi là onanisteru, nghe chưa, phải là nanisteru. À, mày đang ấy ấy à gì? À, rồi, tiếp tiếp. Từ ngày em ở với anh em sáng mắt qua già đấy. Tiếp tiếp đi, tiếp đi. Nghe hay phết nhỉ? Rồi tiếp tiếp, anh dạy tiếp đi. Thôi, bệnh ra hết rồi, hết hết từ rồi. Còn một từ. Từ à? Tekiko. À thôi, nhưng mà từ bệnh lắm. À thôi, để mình dạy cho mọi người nhá. Anh Dũng á, thường hay bảo với mình một cái từ này. Từ gì nó có bậy không? Mà thôi, thực ra em cũng chả biết này, em cũng chả thấy bậy lắm. Có vẻ rất hot. Hay, thôi, không dạy nữa. À, thôi dạy, không phải lại mất, dạy nhiều quá, lại mất gì nhỉ? Hình tượng thầy giáo. Thôi đi ngủ. Đi ngủ nhá. Bye bye. Muộn rồi, bye 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 bye. Bye bye mọi người. Hay mà. Để hôm nào dạy tiếp. Nhớ hôm nay nhớ mấy từ này. Iku iku, nó đi 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 đi. Iku iku, nhớ nhá. Kimochi kimochi kimochi, nhớ nhá. Rồi thì, nói từ gì nhỉ? Mấy người nói từ gì nhỉ? Anh toàn nói bệnh á. Hanase hanase, bỏ ra. Hanase vậy gì? Bỏ em ra, hanase, đúng không? Hay là onani, đúng không? Ừ. Ok, bye bye. Hai ca kia xin xin. Mọi người ơi, trước khi đi ngủ nhớ ấn tim với cả cái gì ấy nhỉ? Với xe, cả xe clip với cả cái gì ấy nhỉ? Với cả xếp 5 sao ở trên Dũng Modi nhá. Có một từ, Lê Tiến Dũng là ai này? Phê đà sự này. Phê đà là... Phê đà là từ bậy bạ. Là giống như kiểu ăn chuối á. Em muốn nên biết không? Hiểu, các bạn hiểu ăn chuối rồi thì phê đà sự tiệt. Sao anh từ gì anh cũng biết đấy? Hả? Mấy thằng Nhật nó bậy bạ thì mình bậy bạ biết. Sao anh từ gì cũng biết đấy? Bọn nó nói thì mình biết. Bye bye, oyasumi, sayonara. Bọn trai bậy lắm. Bye bye.